Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Chun Cừn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mua đồ cũ online tại Nhật Bản. Mình sẽ chỉ cho các bạn một trang web mang tên là Shopmap. Đây là một trong những trang thương mại điện tử lớn nhất tại Nhật Bản. Ở đây có bán rất là nhiều các loại mặt hàng từ cũ đến mới. Các bạn có thể thoải mái lựa chọn sản phẩm ưng ý cho mình. Và yên tâm là chất lượng sản phẩm đã được kiểm định kỹ càng. Đầu tiên các bạn mở một trình duyệt bất kỳ nên, sau đó gõ shopmap.com hoặc là link mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Từ giao diện chính của website thì ngay ở phần đầu trang xuất hiện một ô để chúng ta có thể tìm kiếm những sản phẩm mà chúng ta cần mua. Các bạn click vào đó và gõ tên sản phẩm mình cần tìm. Ví dụ ở đây mình cần mua một chiếc tai nghe không dây Galaxy Buds của hãng Samsung. Sau khi gõ xong thì các bạn click vào ô Kensaku để tìm kiếm. Trên màn hình sẽ hiển thị ba cột danh mục, bao gồm tất cả sản phẩm này, sản phẩm mới và sản phẩm cũ. Shinpin Shohin, danh mục sản phẩm mới. Chilco Shohin, danh mục sản phẩm cũ. Ở đây thì mình quan tâm đến sản phẩm cũ, mình sẽ chọn màu trắng. Chất lượng sản phẩm ở trên Shopmap sẽ được đánh giá từ rank S đến rank ABCD, tương đương với sản phẩm tốt đến xấu. Rank S sẽ là sản phẩm mới, còn rank ABCD sẽ là sản phẩm cũ. Mình khuyên các bạn là nên mua rank A, vừa đảm bảo giá tiền mà chất lượng sản phẩm cũng khá là ok. Sau khi click vào sản phẩm thì chúng ta sẽ thấy được thông tin chi tiết về sản phẩm. Tên sản phẩm Galaxy Buds Lite. Chúng ta có thể xem được hình dạng, tình trạng, mẫu mã và phụ kiện đi kèm theo sản phẩm. Giá sản phẩm là 1 man 2 sen 078 yên. Jekomi là đã bao gồm thuế. Hanbai Bi là ngày xuất xưởng vào đầu tháng 9 năm 2020. Rank A Bi Hin là hàng đẹp. Jaico ở đây sẽ ghi kho vận chuyển ở nơi nào. Sorio 550 yên, Jekomi là đã bao gồm thuế. Oshihalai Hoho là các phương thức thanh toán. Chúng ta có thể thanh toán qua thẻ tín dụng, PayPalai, Daibiki, Komini, chuyển tiền ngân hàng hay là Pointo. Ngoài ra chúng ta có thể thanh toán trên Amazon Pay hoặc là PayPay. Ở dưới đây thì có ghi thêm một số thông tin như là sản phẩm cũ này, rank A này, có phụ kiện bao gồm sách hướng dẫn, hộp sạc hay là cái mút tai cỡ S và N và một đoạn dây USB. Shopmap no Choki Hoso. Ở đây chúng ta có thể mua thêm các gói bảo hành. Mình không có nhu cầu nên là mình sẽ tích vào ô Kanishinai. Dưới đây ghi đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm. Sau khi xác nhận thông tin đúng sản phẩm mình cần mua thì các bạn bấm vào ô màu vàng ở phía cuối màn hình để đưa sản phẩm vào giỏ hàng. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa thì chúng ta tiếp tục bấm vào ô màu vàng để tiến tới màn hình tiếp theo.
Ở đây thì chúng ta có thể đăng nhập qua nhiều hình thức như là tài khoản Shopmap, Amazon hoặc là Yahoo. Ngoài ra chúng ta cũng có thể đăng ký tài khoản mới. Nhưng hôm nay vì mình hướng dẫn nhanh cho các bạn, vì thế nên là mình sẽ chỉ cho các bạn cách đăng nhập nhanh qua tư cách là khách. Các bạn hãy bấm vào mục Gesto chuyên môn. Sau đó các bạn điền đầy đủ thông tin cá nhân của các bạn vào. Họ và tên, mạng lưới điện, địa chỉ, số điện thoại và email. Sau đó các bạn click vào ô màu vàng chưa ghi ní sư sư mự. Giờ đến bước lựa chọn phương thức thanh toán. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thanh toán qua Combini. Các bạn click vào ô màu vàng để tiếp tục. Đến đây thì chúng ta kiểm tra lại tất cả các thông tin xem là đúng chưa. Khi mọi thứ ok rồi thì chúng ta click vào ô màu vàng để xác nhận. Sau khi đặt hàng thành công thì các bạn sẽ nhận được một email với nội dung xác nhận đơn đặt hàng của bạn. Các bạn có thể kiểm tra tình trạng giao hàng ở link dưới đây. Bằng cách nhập số điện thoại mà các bạn đã đăng ký. Sau đó bấm vào Login. Tiếp theo là mục thông tin thanh toán Oceali Zohu. Các bạn click vào ô có biểu tượng Combini. Sau đó chọn cho mình một cửa hàng gần nơi mình sinh sống nhất. Ở đây mình đã chọn Lawson. Từ đó mình sẽ nhập những thông tin này vào máy Nopi ngoài Combini. Sau đó lấy giấy và đưa cho nhân viên thanh toán. Như vậy là mình đã hoàn thành các bước hướng dẫn các bạn mua đồ cũ tại Nhật Bản. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Bye bye!